Hello. Hôm nay mình tiếp tục chơi trò câu cá fishing lên này. Hôm nay mình sẽ thực hiện mission là câu con monster carp colossus ở cái hồ Whipping Willow ở bên Anh Quốc nha. United Kingdom. Con này XP 10 mấy ngàn, vàng 10 mấy ngàn. Rồi chắc cái mission này nha. Về mình sẽ câu vị trí này đây. Sáng rồi giờ đây mình chuẩn bị mình cái này là cái stop by mà này nè đó không bán hàng luôn. Ok này ba nghìn. Central of the hole. Central of the hole là không biết mình có tới không. Không tới thì mình nhận à. Rồi bây giờ sẽ xuống chính đi. Ngồi ra thôi. Số 2 mình quăng một cái mồi nhé. Một cái mồi này. Má quăng này lâu lắm ạ. How long will it take to throw on the bite? Throw on the bite. Yeah.
chưa? Con cắp nào chẳng hạn. Ồ, con này chắc con ghê quá. Chắc con cắp thường. Cắp thường cái cần nó mới quặn. Cắp mà thấy con cần quặn ghê lắm. Thủ cáp cái gì đây? Dạ, hai ba cần không biết, nó dính hai ba cần không biết cần nào là cần. Cần con ấy mời qua bắt đây. What the fuck? Man. What the hell is that? Thank you.
Oh yeah. Cuối cùng là finished. Hoàn thành câu con Carp Colossus monster của cái hồ. Qua đây. Finish 58 kg. Yeah. Colossus. Mấy mấy vậy? Ok. Quá đã. Quá đã. Colossus. Ok. Thank you. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Nếu các bạn đã thích thì like, share, subscribe, đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye. Oh yeah. Nhận thôi.